Tại tỉnh Quảng Nam, trong 2 ngày qua, do mưa lớn từ đêm qua cho đến nay thì những con suối từ vùng cao nước đã tràn về chảy xiết. Ở đồng bằng thì nước tràn vào đồng ruộng. Riêng tại địa bàn miền núi, mưa rất to, nước tại một số con sông đang dâng cao. Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường huyết mạch lên các xã vùng cao như là huyện Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang của tỉnh Quảng Nam đã bị sạt lở và gây chia cắt cục bộ. Tại huyện Phước Sơn, do mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay, nước từ thượng nguồn đổ về sông nước mét ở địa phương này cuồn cuộn chảy xiết. Sáng nay, chính quyền xã đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an đứng điểm các thôn để sẵn sàng triển khai lực lượng sơ tán, di dời dân ở những khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Cầu ngầm vào một số khu dân cư ở xã Phước Kim của huyện Phước Sơn cũng đã bị ngập sâu. Gần cả 100 km các tuyến đường DH lên các xã vùng cao của huyện Phước Sơn cũng đã bị sạt lở nhiều đoạn. Thưa quý vị, sau một trận mưa lớn thì những tuyến đường lên vùng cao của huyện Phước Sơn là bị chia cắt hoàn toàn. Và chính quyền địa phương thì cắt cử lực lượng để mà sẵn sàng thông tuyến. Tuy nhiên thì do quá nhiều cái điểm sạt lở cho nên nó dẫn đến cái tình trạng mà lưu thông trên tuyến đường này là bị gián đoạn liên tục. Còn tại huyện biên giới Tây Giang, mưa lớn khiến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bờ Lê bị ngập. Nước lũ trên sông A Vương bắt đầu dâng cao. Một số đoạn tuyến đường huyết mạch DT-606 lên 4 xã biên giới như Trà Hy, Asan, Gari, Trà Âm bị sạt lở nặng. Chính quyền địa phương cũng đã lên phương án di dời một số hộ dân ven sông A Vương đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của mưa, chính vậy mà các tuyến đường giao thông lưu thông trên địa bàn huyện hiện nay là bị sạt lở và gây ách tắc giao thông. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã A Vương hiện nay cũng đã bị ngập. Và đối với tuyến đường DT-606 nối từ trung tâm huyện lên các xã vùng cao cũng có rất là nhiều điểm bị sạt lở. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị mọi phương án để sẵn sàng đáp ứng kịp thời trong tình huống khẩn cấp. Với tình hình mưa lũ gây khó khăn chia cắt như hiện nay đã phần nào làm cho công tác phòng chống dịch bệnh tại các huyện miền núi Phước Sơn và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam càng thêm khó khăn.